Dạ nhà nha, nay ngày 29, nay ngày tốt. Ghe của pin với béo cũng sắp hoàn thiện rồi. Rồi đầu nay thì ba với anh hai còn làm với ghe. Rồi anh hai với ba giao cho béo là nấu cháo vịt điều này cúng. Nè nồi cháo có béo với pin nè. Đây là cái lò xô nha. Lò xô của ba. Ba đem lên. Tại vì gió quá béo lấy đồ cái che lại nè. Rồi. Rồi xong thì béo nấu nồi cháo với vịt. Rồi làm dĩa gỏi. Rồi đầu cái tước thì cúng. Sau đó thì mấy anh em pin béo với ba rồi với mấy anh chị ở với mấy anh vòng vòng sớm rồi làm buổi tiệc nhỏ nhỏ. Nước nước gỏi nha. Rồi xong rồi làm nước mắm gừng luôn. Chim gỏi béo béo làm bằng lá bằng chanh nha. Nêm đường. Gỏi hơi nhiều. 4 muỗng đường. Miếng muối. Và lấy chút xíu lấy lòng một ngọt này. Chán luôn. Muối. Phi. Ôi trời đẹp rồi. Đó, nồi béo toàn lên nha. Ớt, phi, chanh, đường, muối. Nhớ đập lửa. Đập lửa nghe nha. Massage cho mấy cọng ngực cho nó mềm nha. Đậu béo nằm không gừng nha. Nhanh để thanh thủ tại mưa tới. Được. Quá. Đậu vào đường vô. Đậu không gừng sợ sợ thôi. Nước mắm. Rồi, bị điều. Nhiều màu rồi đó. Kiếm chanh vô. Chuẩn bị chạy mình ơi, mưa tới quá thôi, nghèo màu bên kia rồi. Chạy cho Kha, xách đi chạy. Gió hổ hù hù luôn không? Cái nào chạy được chạy con. Ớt chưa nhiều ha, sắc thì mới ớt quá vô nữa. Ở đây đâm mắm gừng không được nhuyễn nhưng mà cũng được, ngon rồi. Rồi, mình cháo sôi quá béo bỏ dịch vô nha. Nãy giờ trời mưa cái béo với mình chạy vô trong cái mua ghe của người ta rồi. Rồi, giờ chờ đợi cho dịch nó chín cái nữa rồi cha béo niêm nồi cháo lại cái. Là làm gỏi cái này xong. Mưa chạy hở cũng chết vậy. Rồi trong thời gian chờ cháo với vịt chín béo làm gỏi nha. Nước cho anh chén nước gỏi nãy béo đã làm rồi, giờ toàn cái rồi xong. Vịt chín chặt vịt cái nó là đem cúng được. Ủa mà vịt hơi để nguyên chứ đâu chặt không mà. Dạ. Cái lò là sôi dữ không? Sôi ba. Mưa xong cái hầm quá thì hầm. Gạo sống vô. Cái đũa tộn lên. Rồi kéo tộn thôi nha. Dưới đây không có bao tay. Không có tộn bằng tay được. Tộn hai chiếc đũa. Rồi là nó ngắm lên cái nữa. Rồi bắt đầu đưa dịch ra cái nữa là xong. Béo vớt lên nha. Vớt thì xong rồi béo niêm lại nồi cháo. Rồi. Béo. Sáng giờ béo chuẩn bị nè cái nha. Để chuẩn bị để bên cúng bữa nay cúng xuống ghe luôn á cái nha.
Đang quăng dịch. Ghe là cũng xong nước là phải xài dịch. Dịch cho bơi. Dịch cho bơi. Nãy bên đi chú Nam làm một ít trò cũng xong rồi. Giờ anh em dọn xuống cúng 3 giờ, canh ngay con nước lớn, nước đen lớn mà cả nhà. Rồi. Dọn xuống rồi mình ơi. Thành quả để con quay clip. Rồi. Nghề của con. Rồi đi bằng làm với ai với ai. Anh em cúng xong rồi cả nhà ơi, hôm nay mưa quá, mưa luôn, không biết mưa nhiều nước nhiều có tiền nhiều không nữa. Nay giờ anh em sẽ xử con vịt này ra nha, ra miếng mời chú Năm ra, bốn chú cháu lai ra được ăn mừng bữa nay xuống ghe. Anh em mình còn cái máy nữa cả nhà, nhưng mà tại vì cái máy nó ấy á cả nhà, máy nó chưa làm gì xong nên mà nay ngày tốt quá nên anh em mình tranh thủ luôn để xong. Thôi, để lại hai đi. Rồi, chú Năm ra rồi cả nhà ơi. Dạ anh em mình đây gai chú Năm nay ăn mừng rồi xuống ghe. Nhà chú Năm giúp đỡ anh em mình nhiều. Mới biết cái bài nè. Rồi tụi con cảm ơn chú Năm nhiều nha. Dạ không có nha ba. Không có chi. Dạ. Sau này còn lẻo đẻo theo chú Năm nữa. Cảm ơn ba nhiều. Ủa ngủ mặt nhằn xấu quá. À, con uống con còn nhăn, con còn khè nữa. Ngày xuống ghe xong nước phải cúng vịt nha cả nhà, nên nay làm nồi cháo vịt cũng ấm ấm này chú Năm. À, chú Năm thấy chiếc ghe này được không? À, đạt không? Nghĩ bà nghĩ bữa không là... có một bình hồng đó mốt cái giấy keo đó nghe bé mua keo làm lại. Nó hơi tày xước thôi nhưng mà con thấy vẫn đẹp. Không ngon, ngon không bé? Ngon quá, ngon không mà ý hay nó rượu ngon không á. Chứ ghe ngon rồi, ghe ngon rồi, ghe mừng quá mừng rồi. Ai là lúc đó ngon dữ rồi ta, quẹo á quẹo á, con chưa có nè, con không niêm lại nha. Vừa ăn ngon đúng là tại mưa gâm gâm này mà có chén mắm gừng thì thôi khỏi nói luôn. Hay húp cháo hả? Hay húp cháo thôi, hay lấy muỗng không? Thôi hay ấy được rồi, nó nóng à. Ừ, ngọt. Đấy, không đăng sóc tầm tối cái nước lớn sóc tầm cái mua được đây nè, lấy cây tao cặm chịu rồi. Dạ. Chứ giờ tao cặn bên kia cặn bên đây hết rồi. Ngon lành. Nè mình có mời chú Mười ra nữa phải không béo? Dạ có anh ơi. Cái ông điện này mời tụi em mua cho ông gói trà với bịch bánh vậy. Dạ. Cái ông cũng già. Mà mốt còn bằng nữa thôi, ghé được. Ngon không? Ngon. Này tôi cũng như này uống rượu uống bài luôn. Nó mát mát. Con pha có hai chung mà nó hồng vậy nè. Cái rượu này mà mốt bác Năm mà lỡ có cái gì? Bệnh đường ruột. Cái gì? Bệnh đường ruột. Trời ơi, uống cái gì chát của trái đâm ấy, chú Năm. Uống trời bao luôn. Đây cho nó uống rượu này cái rượu khác khác là mới uống rồi tối rồi đi gội đầu nữa. chú nào phái của mình cứ đòi bắt của mình hoài luôn cái nè, đi cũng tính bán của mình nữa mà của mình không chịu đi, chỗ nào cũng đi heo không. Ghe dây dừa lại bự quá con không ngon mà nhỏ quá con không được. Dạ với lại cũng có ba anh em con, nó cũng không có gì đông đúc quá tương.
miếng đó mày mốt cái có đi mua lưới anh cái ghé ngày trong đi lòng mua keo về tán hoàn cái dạ, trời để y vậy đi nào nắng nâu ngon lành. À là cái mặt ngoài hả chú Năm? À, là cái keo đó tụi bay xài là vĩnh viễn luôn á, nó không giống như mình tét cái keo nó một hết mà nó cũng còn cũng mình còn tét mấy cái lỗ giống như mình tét bê lại cho nó liền lại á. À, mà cái keo nó có bố rồi luôn. Dạ. Mười đâu lâu dữ vậy. Mà nói chú mười ra liền. Không thiếu lắm, chú mười cũng nuôi lắm. Dạ. Đó, mai mốt anh em mình chắc lâu lâu về mà được cái con cá nó ngon làm lẩu rủ chú Năm với chú Mười đồ ra ha. Tấp vô bến này hả? Tấp vô bến liền. Kiếm rau đồ, kiếm bằng đồ làm cái lẩu rủ liền. Cái này mà thí dụ như cái chỗ này mà mình đất nhà mà mốt mình cầm được cái gì? Cũng như cái máy cái sàn nhẹ nhẹ chú Năm. Ừ. Cắm mấy cọc rồi mua mấy miếng bè thôi. Em dạ, mấy cái cây làm cái sàn thôi. Làm hiu hiu ngoài ngoài sông như cái chồi hiu vậy. Dạ. Về cái mình tấp vô. Chú Mười ra. Chú Mười. Về làm cái lẩu điện chú Mười chú Năm ơi. Hôm nay tụi con vô rồi, vô được con cá rồi. Con lót cái đường nha cho chú Mười, con thấy chú Mười mới tắm á, con lót cái đường đó để lót để dơ cái giò chú Mười. Thấy không, thấy hai miếng dán không để không? Nãy sợ đi tạo té giờ cái đít cái giò nhầm vậy? mày để cái miếng dán tao đi ụt miếng dán này tao còn mệt cũng mày với tao nữa. Tao nói để thôi đang lót hai miếng dán này chú Mười ra tới ổng mới tắm đó. Hơi ngon rồi đó. Cái chú Mười đẹp không chú Mười? Lẽ nói xấu thằng này nó ba con thiết kế mấy bữa nay á. Cái này lấy máy đánh là khỏi bị u nữa nghe. Dạ. Cháu chung rồi. Người ta khen đẹp mà uống gót đi rượu. Dạ. Thôi, thằng này biết tệ. Tệ. Con thấy con bốc liền, bốc xỉa liền này chứ. Chú. Căn hai luôn cả nhà ơi. Chị nuôi tới. Dạ. Chị nuôi đi từ từ thôi. Lấy đâu cái thùng. Từ từ nha, coi chừng chạy nha. Dung nó cho mấy thằng tầng mà. Chị nuôi tới. Chị nuôi tới. Cả bỏ nó dưới đồng luôn á bé ơi. Nó mua bò nhậu bò ăn no luôn. Có muối tiêu không? Có muối tiêu. Có muối tiêu là mới ngon á. Cục này giờ lột ra bỏ đủ một cái chát quá. Cái đó phải có miếng chanh nữa mới ngon. Để thở cái. Đâu mà vô cái này vô cũng tan rồi. À mang cái đó đi. Rồi mời mẻ đừng đừng xin Dung đi vậy. Dung về quá không nay Dung về đem trả vậy phải không? Trả rồi. Không biết. Dung nãy về rồi. Vậy đâu về nó bị kẹt rồi. Kẹt đó nè. Bị kẹt rồi có kính hả? Hợp lý, hợp lý, chơi trai. Bữa hôm qua, hôm kia. Hôm qua nghỉ, hôm kia anh xỉn rồi. Nay vui quá cái nhà rồi, nên nè, chơi hết tấn bữa. Kia anh xỉn mày. Sang uống chơi chứ biết bao nhiêu người chết. À, vậy? Sao vậy? Mày à, bữa đó đâu có xỉn. Mấy người uống bia không bao giờ nào sống qua 100 tuổi. Sao vậy? Con chứ con. Mà chứ đâu làm gì có mụ rượu. 90 mấy tuổi chết trơn. Thôi 90 mấy tuổi chết. Đổi lại 90 mấy tuổi. Ta nói mày nếu mày nếu chú Mười nói vậy mời tao đổi tao uống bia không sống 70 tuổi tao mừng rồi. Mấy người uống bia không được người nào được tâm. Rồi luôn rồi ngày mai về uống cho cái quần luôn á. Rồi đúng luôn. Lại giùm không lại. Mày coi cái bển có cái gì để đựng muối tiêu muối ớt gì không? Không. Dạ. Nó tao cái mấy tòng cây gà man á. Thôi con mời chú Mười cái đi. Chú Mười nó hay quá, con sống chừng 70 tuổi rồi con mừng rồi. Chưa chắc còn. Thì bởi vậy con được 70 tuổi rồi con mừng rồi chú Năm. Được. Ừ. Đại quá đi. Tao là 60 rồi tao vui rồi. đó. Nếu mà đưa mình tính ra mượn cái đó mà chi tao để vô đây cũng được vậy. Ừ. Hay quá. Mình cứ nổi vô bên. Mình cứ nổi vô bên. Nè để chồng lại lên đây nè, vậy nè. Uống đi lấy liền kia nữa lên tả đi. Biết được giờ nè, biết cái này đợi tao. Tả nghe đợi chịu cũng xong nha chú Mười. Mày nhìn cái tao có dễ trước mày à. Đúng rồi là cái lá lục bình lên bậy chút mình đang trong dục luôn à. Nếu đúng ra mà bẻ này được cái dĩa cho bá luôn á. Nè. Thôi không được con ngồi đây được rồi. Đó mày ngồi chú Mười này. Mày đừng hồi đó chú Mười sang khác không ngồi đó mới vừa. Dạ. Tao cố bèn mày luôn. Mày vô đây nè mày ơi. Thôi em ngồi vô ổng có được. Nè đây nè, tên đây chưa ai ngồi nè. Nè Tông nè, Tông đi nè. Ngồi lên mua được ạ. Không mà bữa nay con thấy nếu mà cái nghe con mà khai ba anh em con khai tương mà vui vậy là con mừng dữ lắm luôn á. Tên đây là hai thằng nè. Dọn nhẹ ơi. Em không ai dám lên ngồi đâu. Không có khô hả béo? Không hay uống không bà. Thôi ngồi nói chuyện chơi vui thôi chứ con không uống được nha, nước đá
Ôi đường đá vô nghe gặn đau quá trời luôn á. Nó gặn nữa. Ờ anh em mày uống rượu đi. Ừ. Sao hồi tối nhất gan mà đó 10 giờ đêm con đi mua thuốc uống á. Ai cho chị rượu nè. Không thể nào chịu nổi uống nước đá. Nếu mà tính ra 10 giờ đêm mới đi mua thuốc được là nó hay á. Tại sao không? Cái con nhỏ mà nó làm tóc cái bên bé quanh á nó quen. Cái đầu điện thoại nhỏ kia mở cửa. Em nói hắn đau gan mà nó nổi mà ra nước mắt luôn á. Nước mắt nó chảy ròng ròng không? Nhức gan. Hôm nay còn không? Dạ còn. Chút về nhậu xong về. Dạ. Lấy một muỗng muối. Con nhét muối vô đầy nhóc luôn. Bậy chưa, thế nó chưa. Chứ cái bậy cũng ra như đâu mà. Rồi con nghe lời chú ơi. Chưa gì mà chung. Chú chanh dắt vô cho sạch sạch á. Nhúng bằng chải đánh. Sáng đánh lần nữa, đánh ba lần như vậy. Còn nhất nữa đi qua đây. Ta chỉ chỗ cho nhổ. Đi qua ba. Vậy thôi ba chú mời nói chuyện. Năm. Chạy. Chạy. Là trong vòng 3 ngày là tắt cái nặng vô đây hết cái dụng hết á. Dạ cái bảo hành luôn. Cái cơm nguội nấu rồi. Cái chanh với muối đó. Chanh với muối, đánh răng. Có một mình tao à, đi nhổ gan kỳ nhân chở phải không? Số cái gần nhất nó nhổ mà nhổ gần cái bệnh hả chết mẹ rồi không biết đắt về nhà chết mẹ sao kỳ á. Nó nhét mẹ mấy con nhổ răng ba rồi về nhà. Tao để bản chào á lửa là nhổ răng không đau. Là cái ăn không đau mới nhổ, dạ, ăn đau để lại. Đúng. Tại mình thôi. Nó đâu tại mình. Nhất anh nha. Rồi em biết tốt. Ra cái bà kia bà làm im vậy đó, mỗi mắt lạnh nè. Rồi, tao thấy khoái quá tao chở nguyên cái vỏ dừa tao em cho bà luôn. Qua bà mừng quá trời luôn. Chú nào nói chuyện quay chú đó. Nhổ gung nha mày nhậu vô mày gung nha. Cái này nhậu giờ nước lớn. Tôi quay lắc là người ta coi người ta chửi á. Dạ không, máy này bao lắc luôn. Máy này camera hành trình, bao nhảy bao lắc luôn. Coi nào đang ăn đó mày quay. Mày quay tao không vợ tao dữ lắm, quýnh tao á. Không có cho tao nhậu. Đừng lên liếm này. Ê quay có lý à, dựa đó có lý à. Quay cậu ba hơi nhiều chút thôi tao ơi. Về hàng cu coi. Là ba muốn cho con đi theo ba gì. Thôi còn ngọn lết đi. Để ngồi trong hổm kỳ quá. Điện hồ mày nói mày ưa gác hồi thấy cái lưng tao tưởng đâu cái ghế mày gác đi. Hồi tao uống này. Dạy tao dưới nành nè. Uống bia à. Quỷ không? Quỷ không? Nhảy ra như bò sữa. Gặp vô mệt lắm. Hai đứa mệt. Chó đẹp bộ. Vô vậy nói chứ bữa... mấy tháng rồi đó, cũng mấy tháng rồi còn mới nhậu luôn á. Bữa nó đi nghe tán nó ghe mấy gì cũng không làm chị được rồi. Thôi, em nhậu ít lắm anh ơi. Mà nó nhậu ít mà ngồi hoài à. Bây giờ chưa mua ai anh ấy. Nó nhậu rồi tối ai làm má. Tối thức là 1-2 giờ đó. Con hả? Con hả? Con ngủ sáng không vậy? Mày quay cho tao nó, mày đừng có quay tao kha đen. Sao mày vậy? Quay cho tao mày quay đẹp nhiều người khoái ảnh tao lắm. Rồi sao vậy? Mày quay ảnh tao nói tao rồi. Anh ấy thấy bình luận không? À, quay cho. Rồi. Cha. Cái quần này của con. Tao lao mày là có bắt lỗi cái quần. Anu. Dạ, mặt nộm á. Mặt nộm cái quần. Nói chung là cái quần là của con. Em là con người thứ 7. Cô cậu. Đây nè. Cô đi. Chú Năm nha. Ê, bữa nay là quá vui nha. Quá vui anh ơi. Quá vui nếu uống cho mấy đứa cháu ngon. Con rồi rất là mừng luôn á, con rất là vui luôn. Chứ bữa nay mà khai đưa cái ghe được vui rất là mừng luôn á. Đó giờ không có ba cái là hai cái ghe này, chiếc ghe này con với anh hai con cũng làm giàu luôn á. Đúng. Mà không biết nuôi được ghe, con mời chú mời nha. Trời, con mời chú nào. Tại nay mấy đứa cháu nó làm á, mình nhậu thôi chứ thường thường mình không có nhậu. Con vậy nó thường thường con không có nhậu đâu, vợ con không có cho. Con hả? Ông nhà làm nghỉ không rồi? Chủ nhật rồi ông làm hả? Dạ. Rồi chủ nhật nghỉ. Rồi giải quyết công việc cho nó chạy việc. Bữa con chở Ngọc vậy, con Ngọc lên thấy ông làm á, ổn nay chủ nhật người làm đó ta. Mẹ tao làm. Ổn rồi. Làm á. Ổn bảo mày mời con mốt chủ nhật cũng nghỉ luôn. Làm đi tao đi chơi. Tao mất ghẻ như chơi. Nói rồi trèo về nhắn tin tao nghe nói rồi, hổng rồi sao? Không nghe điện. Đúng rồi, đúng rồi. Bị bận. Ba. Tông. Không, nếu mà có gì để hai đứa con qua tôi ship. Tao giờ tao đương cái đầu tao giờ tao giải tối ra về tao ngủ được luôn mẹ bả dặn chắc ngủ được gì hả anh nấu khô chưa
Thấy cái khoen ngầm nguyên luôn á. Chắc xong rồi. Anh Úc. Anh Úc cùi chưa? Anh Úc cùi cái lon chưa? Đúng rồi. Cùi rồi. Quất ra đi. Ừ, em thấy còn nguyên luôn ta. Ba ơi, anh đi mấy chú ở đi ghe không à? Nó sao? Chắc này là dân sông nước. Nó vợ tôi hiểu là dân sông nước. Mà cái đèn này nó đèn ké của chú Năm đó nha. Nó chưa được mua được, không có tiền mua được cái đèn. Chưa mua được cái nhà ơi. Chưa tăng tí vậy thôi. Cái đèn lô qua đó, đèn cái lô qua. Thôi để mai đi anh em cưa con sắm. Mày cưa cây mai đàng hoàng nặng mốt bấn vô mà tao nghe ổng gọi điện nhân cái gì chưa. Chết á. Mày nặng nặng bấn không chết. Cái gì chứ nhân. Nhân thanh thủ là bấn cây mai đừng tết có bông. Tết có bông. Chứ để tệ quá mốt tết không kịp sức. Thế đâu dám bấn. Bụng hai á. Bụng hai đen. Mày nhau mày nhau mày nhau lần nữa. Minh. Dạ. Dạ nghe chứ giờ con chúng mày. Đi bữa đó có con này nha. Không, nó bây giờ nó không buông lên này vào đâu. Đó là từ A tới Z luôn á chú. Mày qua nghe tao nha. Đó, chú Nam ơi. Không được đâu. Thiếu là có mày lên tao chỉ cho mày lên mua lần mày mày lái đâu. Dừng cái chuyện nó đi, mình nói chuyện mốt mình nó sẽ nói chuyện tiếp. Ok. Cao cái khúc là để nó làm được nó làm. Thôi bây giờ mấy chú cháu mình tạm biệt mọi người đi. Mình tính sau đi. Bye bye. Bye bye. Nhưng mà tao